Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà cô Hạo Tí Hon. Hôm nay ngày đẹp trời, trời tạnh. Nhà cô Hạo thì đã khô hết rồi. Hôm nay thì trong cái chương trình tiến hành sơn nhà cô Hạo. Nhà cô Hạo sơn thì tiến hành là thuê anh Đạn. Là thuê anh Đạn thì các bác rất là quen rồi. Trước đây thì đã chát nhà, chát bếp cho cô Hạo, giúp đỡ nhà cô Hạo rất là nhiều. Đấy. Vừa chát vừa giúp rất nhiều. Đấy. Và sơn nhà cô Hạo ở đây. Về giá thì là anh Đạn trao đổi với cô Hạo là giá tiền là 1,2 triệu. Đấy là giúp đỡ. Đấy, vì giá nó như vậy. Còn bình thường thì giá nó sẽ phải cao hơn khá là nhiều. Đấy. Còn về sơn thì là bên phía công ty sơn Liho. Các bác xem các cái video trước các bác biết rồi. Giúp đỡ là 4 thùng sơn của cô Hạo, 2 thùng màu, 2 thùng trắng. Đấy, màu thì là sơn màu xanh giống nhà chị gái với nhà cô Toán Tí Hon. À, xong xong anh Đạn để em một tẹo em một ít sơn để cho nhà cô màu ấy. Cho nhà cái cô Toán Tí Hon là trước là có cái bàn thờ cô ấy mới tháo ra là nó có mỗi một cái vết thôi. Đấy, chỉ cần năn một vệt là ok. Một tí thôi. Đấy, một tí màu thôi. Vâng, uống nước đi. Đấy, xong rồi tiến hành triển khai là làm nhà cô Hạo Tí Hon. Tivi. Để bê tủ ra đặt. Từ chung cũng phải ra ngoài để. Cái này nặng ấy nhỉ. Bàn trà. Một cô Hảo này vừa rồi anh Đạn anh chát mịn. Cực mịn này. Quá mịn này. Đấy. Ở kia đó nhở? Trung cứu mẹ Trung. Rồi. Ngó con lợn ở chung ấy. To chưa? Hả? Được. Ai dạ? To đoanh nhỉ? Rưỡi. Đen. Rưỡi. Rưỡi chứ nào. Rưỡi. Ăn lo cành vừa chăn à? Vâng. Đây cái que này. Gọi dậy này. Chú xem nó to. Rưỡi. Chạm vào cái mông nhẹ nhàng đấy. Đấy. Ui, còn đèn to đấy. Đợt này mua nhà anh Mít Xô cùng nhà Đông Tí Hon.
có một con trắng, một con đen. Con trắng này trước bị đị ở tọp hơn bao nhiêu so với con đen. Đen to phạp. Bò này có hạo đây, bò cực đẹp, một con của cô Thúy Hằng giúp, một con của chú Nguyễn Thế Vinh giúp. Ui, con này to quá, con này cực đẹp luôn. Ui, con này là một trong những con mà đẹp nhất trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Bà con mua con này, nhà cô Hạo là cô ấy mua ngay ở nhà bác Thảo phía bên này gần cận đây. Đấy, lấy nước rồi. Nhà cô Hạo hai con kia nữa kìa, con kia cũng lấy nước rồi. Cực đẹp, 12 triệu. Con này bây giờ bán phải 20 triệu. To phạp lên này. Úi. Con này bỏ đắt, bỏ đắt còn hơn phải hai mấy triệu. Con này lái thì nó quá đẹp luôn. Ai đổ này để chung? Đã. Nhà ai đổ làm gì? Kia ừ. Con này nữa. Ui. Đẹp chưa? Con này nó dòng lai lùn hơn. Đấy. Nhưng mà cũng to, cũng vạp. Con kia thì dòng cao, cao pha. Đấy. Bỏ lái. Xem bãi cỏ nhà Trung này. Ôi giời. Đâu rồi, đâu rồi. Ừ. Làm ăn trồng vòi tưới à? Được đấy. Lấy đá phết này. Này mà chăm được bón phân nó lên mạnh. Lên mạnh nhá. Và bãi cỏ chăn. Đã. Cô Hảo sơn vào đẹp long lanh ngay. À. Cô cong rồi. Cô trắng hết rồi. À. Trắng hết rồi. Từng bầu xanh mịn đẹp đó. Ừ. Sơn ni hô, sơn mịn nội thất. Trắng tinh. Xanh chưa? Mịn chưa? Ui. Đấy, bắt đầu sơn, let's go. Ly, Ly. Đây, chú hỏi, đứng cạnh anh Trung này. Ly học lớp mấy nhỉ? Nó to không nào? Anh Trung lớp mấy? Con học lớp 7 ạ. À. Ra đây, Ly ra đây. Ô, hay nhỉ? Ra đây, ừ. Đứng ở đây, nhanh. Chạy đi đâu? Hả? À. Đây, chú hỏi. Đi ra. Con tôi bảo kiểu trương chưa?
Hả? Nói to to là bạo dạn lên nào. Nói to lên. Bạo dạn lên. To lên. Con thuộc chưa? Con thuộc rồi. Anh Trung thuộc chưa? Thuộc rồi ạ. À, hỏi anh Trung chưa nhá? Vâng. Đứng đi, đứng ở nói, không đứng, không trèo leo. 5 x 5 bao nhiêu? 5 x 5 25 ạ. À. 9 x 8 bao nhiêu? 9 x 8 72 ạ. À được, kiểm tra em đi nhá. Em đi thuộc chưa? Em đi lớp 2 đúng không? À, thuộc bảng chủ trương hết rồi gì? Thuộc cái bảng mấy rồi? Hả? Mới thuộc cái bảng, thuộc mỗi bảng 2 và bảng 5 á? Bảng 3 chưa thuộc à? Ui dồi, em không được rồi. Anh Trung dạy em thuộc cái nhá. Vâng. Ừ. Cái chú thực hỏi cộng đơn giản em biết cộng không nhá. 1 cộng 1 đồng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. Bằng 2 á? Chắc chắn không? À. Hả? À. Chắc chưa? To lên. Hả? À. Chắc rồi gì? Dạ. À. Hôm trước ông Thành con là chị gái 1 cộng 1 đồng 3. Này. Đúng rồi. Chú hỏi tiếp nhá. 5 cộng 2 đồng mấy? 5 cộng 2 bằng 7. À ừ đúng. Chú hỏi tiếp này. 4 cộng 5 bằng mấy? 4 cộng 5 bằng 9. À được. Chú hỏi cao hơn tí nhá. 10 cộng 4 bằng mấy? 10 cộng 4 bằng 14. À ừ được, này học được đấy. Ok. Hơn ông Thành nhà bà gái. Ông Thành nhà bà gái 1 cộng 1. 1 cộng 1 bằng 3. Chán lắm. 2 cộng 2 mấy có biết đâu. Hai mẹ con. Học hành chết. Biết sâu sao vụ sơn ở nhà, bây giờ sơn chuyên nghiệp phết nhỉ? Đúng thợ sơn chuyên nghiệp ấy. Anh sâu là ngày trước đi sơn suốt đấy chứ. Nhưng ngày xưa được cho vào cái chân là chuyên năn con sứ. Hả? Lệch cái nào hỏng à? Quét đúng ông sao à? Đúng rồi, bởi vì sơn ông sao màu khác đúng không? À, mấy màu, hai màu, ba màu. Ừ. Sơn ông sao khó lắm. Đòi hỏi kỹ thuật cao đúng không? À. Hai con ảo này mai này các bác sẽ xem nó đẹp long lanh huyền ảo à. Rất mừng cho bà con. Có nhà đẹp ngay. Tiền nhà cô Hảo này sơn ở bên phía công ty sơn đi hô giúp, còn tiền là quà cô Thúy Hằng đấy, giúp mua bò, mua lợn, sửa nhà, chát nhà, nát gạch hoa, chát bếp là còn thừa đấy. Mai là Hoàng Hiền sẽ mang sổ lên xem là còn cụ thể là bao nhiêu. Hoàng Hiền nhớ là còn triệu rưỡi, hơn triệu rưỡi một tí đấy. Bao nhiêu làm gì là ghi chép cụ thể hết. Từng nhà một. Chào bác nhá. Cái xô mà có hai tay làm như thần đồng luôn nhỉ. Một tay hơi mỏi tí nhỉ. À. Chúng đống ở dạy chúng làm tập làm với sau con lớn còn biết làm chứ. Nhìn các chú của anh làm đấu mà làm sốc vác nhanh nhẹn lên dạy nó sau nó ra ngoài nó biết các bạn. Đấy. Đi đậu thế nhìn người ta làm nó phải lao vào làm ngay mới được. Đấy. Nhìn người ta làm mắt cứ trợn trừng ở ngoài mà nhìn không ăn thua. Chúng biết chưa?
đi đâu đấy, cả sau này đi làm thế, hiểu chưa? Đấy, các bác làm phải lao vào ngay. Đấy. Đây nhìn các bác lăn này này, sau mà còn làm, hiểu chưa? Nhìn cách người ta nhúng cái con lăn như nào, cách sơn như nào, hiểu chưa? Đấy, làm đi, nhìn đi xong mà làm chứ, lớn tướng rồi. Sau không phải làm nhà mình mà làm nhà khác, hiểu chưa? Mình cũng có thể đi làm để kiếm tiền được, đúng không? Đã đỡ, nhanh, chạy nhanh. Đi nhặt cái kia cất lên đi, móc kìa, nhanh. Cất gọn, đưa anh Trung cất gọn vào. Con này to chưa? Con này phải nói là dạo này nó lên mã rồi. À, đúng rồi. To, phạp phạp. Con này làm lại đúng rồi, hết ý luôn. À, con này bò này mơ ước, nếu mà nhà lông là mơ ước của con bò này đấy. Con này bây giờ mà mua là hơi nhiều tiền rồi đấy. Có hảo được cái đất đai rộng rãi, buộc bò thứ thoải mái, cỏ kia. Con bê nhà ai đẹp ghê nhỉ? Con bê nhà mất khủng ạ. À. Đấy, phải, con phải chấp ở đây không rồi, sợ nó lên còn khó ạ. Nó theo, theo nhau rồi à? Ờ. À, con bê này là con của mấy con này à? Mấy con này to à? Phạp à? Chỉ có gậm phết này. Này, kiếm chặt dài dài tí. Chung một đấy chạc buộc con này dài cho nó gặp. À, thì con cái chạc nào của chỗ chung chung bò ấy, của cái đấy. Cô vừa nói xin cho nó cỏ và tưới này dòng năng này. Xin cái gì? Xin hom cỏ. Hom cỏ. Là như nào? Là như nào? Cô đi xin hom cỏ thêm ấy, về dòng thêm. À, về dòng thêm gì? Gốc cái gì? Vâng, gốc. Ô, chỗ nhà cô lại gọi là hom à? Vâng. Gọi là hom. Đây gọi là hom cỏ. Vâng. 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 Con này. Con này nó hốc ấy. Con này thấy người xì. Xấu, không dám cho đi chăn đâu. Vâng. Mày xì đấy. Ấy à. Ừ. Ấy à. Nó đuổi theo mình nhỉ. Ấy à. Mình có làm gì bạn đâu. Ấy à. Ừ. Vâng. Con này nó già bò. À. Đẹp bò này. Hai con này có nhốt với nhau, nó có húc nhau không? Có đấy. Húc nhau à? Chắc là con này nó đại ca hơn đúng không? To hơn, nó bắt nạt thế. Ờ. Người nó hắt. Nó chen. Vâng. Bia xây được cái chuồng rộng rãi rồi. Nhốt, nhốt là không lo. Cô hỏi dạo này đi làm gì? Cô ở nhà cô. Dạo này không đi ấy chổi nữa à? Có hết việc, cô chẳng có việc nữa. Họ đóng cửa như nào? Có nghĩa là chỗ hàng họ không có hàng nữa, kiểu như là không lấy được hàng á. Chỗ đấy có nhiều người làm không? Không, mỗi mình cô làm. Mỗi mình cô làm á? Mỗi mình cô làm.
Tết tết cái chổi nhá. Cô làm chủ màn lau nhà đấy. Chổi màn lau nhà đấy. Đấy thì họ giả như nào? Cô giả cho cô 150 một ngày. À cô ấy làm trong ngày gì? Cô chỉ làm buổi chiều thôi. Buổi sáng cô đưa đón cháu đi học. Đưa đón cháu đi học về bò này lợn. Xong rồi trưa buổi trưa tranh thủ cắt cỏ xong rồi buổi chiều đi làm thêm. Là tối 6 rưỡi cô mới về nhà. Thế thì nửa 150 một ngày, nửa ngày là 75.000. Cô được 75.000. Mà thứ thoảng cô mới đi được thôi bởi vì là cũng không có việc. Thế nửa ngày làm cô làm được bao nhiêu cái chổi đấy? Có nghĩa là cô làm theo công nhật chứ không phải làm quán. Nhưng nó bình thường là bao nhiêu? Nó tùy theo ạ. Ví dụ như là cái màn mà sợi nó to thì mình cắt nó nhanh. Còn sợi nó nhỏ thì mình nhặt nó rất là lâu ạ. Đó, nó là như thế, tùy theo ạ. Cho con này nắm không chưa nắm? Nhanh nhanh nó tranh nhau. Thả xuống, chia đều á. Đấy. Trời. Cỏ non. Cô đã từng ngô ở bãi đằng trước nhưng mà cô vừa dòng cô vừa tưới nó cũng đang lên là nó khô quá nó khó lên lắm. Dòng xong hết chưa? Dòng bãi đằng trước còn xong. Thế ngô cô trồng tất cả mấy bãi? Cô trồng có một bãi đằng trước thôi. Cái bãi từ đấy là đằng cái to. Một bãi thôi. Bãi cô rộng như thế đấy. Còn không một bãi nữa à? Không, cô ngoài năm mà cô dòng ba sào kia đó, chỗ ôn bò kia này. Thế nhưng mà bởi vì năm nay nó nhiều gà quá, cô không có nhà cháu chăn nhiều gà, cô không có cô làm được chăn bởi vì lúa nó rỉa hết ngô cô không làm được. Lúa về hiện tại đang cấy bao nhiêu? Hiện tại có cấy 6 sào. 6 sào? Ai vậy? Nó cạn chẳng lên được. Không lên được. Cây mạ đây có cấy kìa. Là ngay đồng đây gì? Đợi nó mưa. Nó có vãi đạm rất là nhiều đạm nhưng mà đợi mưa xuống là chắc là lên. Vâng. 6 sào lúc cấy mình. Có cấy một mình. Trung này biết cấy không? Cháu không này. Hả? Cô đi xin mạ. Xin mạ về cấy. Thế nó gặt làm nào? Nó gặt thì cô gặt lấy hoặc là nếu mà không thì không lấy gặt. Ở đây mới gặt có vào được không? Có. Thôi mới gặt rồi, nhanh, tốn ít tiền. Gặt tay 6 sào của mình cô chứ chết ngất. Gặt xong lại tuốt rồi mà. Mẹ cháu gặt cháu trở về. Trở về à? Về tuốt tay nhà hay là thuê máy phụt? Nên cháu có cái máy mà bà ngoại cho. Máy tuốt tay à? Ủa, tuốt thì bao giờ mới xong? 6 sào. Lúc có tiền thì thuê được, nó không có tiền là phải đành làm như thế đâu. Thế cô Hảo này là ruộng đấy là không phải là của nhà cô hết đấy, mà là cô bà con bỏ ruộng là cô ấy xin là cô ấy cấy để cô ấy có thóc gạo, cô ấy chăn nuôi quá rất nhiều gạo, chăn bò, chăn lợn cám nữa rất nhiều. Đó. buộc con này đi, con này nó chạy. Em không. Cái roi như của Hảo nó ra vào chính vụ là tháng mấy? Tháng mùa này nó ra không ăn xong rồi tầm độ tháng 7 9 ạ. Tháng chuẩn bị đúng không? Mùa này là quả to đúng không? Không, mùa tháng 6 tháng 7 cơ. Cái mùa bão bão ấy, đang ra nụ rồi. Nó ra liên tội từ tháng 4 trở đi ấy nhỉ? Còn ngô cô dòng ngoài kia. Đang trước mặt đây thì. Đất của nhà đấy hết à? Của nhà hết à? À nhỉ? Rộng hết nhỉ? Đây là ngồi đường cái ạ. Được đấy. Bán chanh à? Chanh.
sang mùa hè đang bán thao rẻ lắm, năm 2000 cân một cái xanh mấy chục cân, đắt thì mấy 3000 nghìn, người đi thạo đến tận nhà chảy. Túi thùng không? Thùng không? Thùng đâu, nếu mà thùng nó không cãi. Yeah. Tí nữa. Được rồi, thế thôi. Thế thôi. À, tạm biệt nhà cô Hảo Đi Hòn, đội đảng bên Bisso. Đang tiếp tục là triển khai sơn nhà cô Hảo. Để qua xem. Bỏ cho Bisso lên đó chưa? Bisso mới trồng cỏ như này tốt. Phạm lên này. Chăn nuôi là bực rỡ. Các bạn hiền nào xin kết thúc cái video này ở đây, các bác sẽ đón xem các cái video tiếp theo trong cái chương trình của Hoàng Hiền. Đón xem cái video hoàn thiện nhà cố hỏa của Dion ở trong cái video tiếp theo. Hoàng Hiền xin kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào.